À, chào cho các bạn à, tôi vừa hoàn thành trong một chức năng à, tăng hoặc là giảm số lượng khi đặt hàng. Để các bạn có thể quan sát được trên Tiki à, khi chúng ta tiến hành mua hàng ấy, thì sẽ có một phần số lượng như thế này. Đấy thì chúng ta có thể là tiến hành tăng hoặc giảm để để trước khi chúng ta sẽ chọn mua. Đấy và À, khi chúng ta học à, theo nghề lập trình web thì đây là một chức năng mà chúng ta cũng nên tư duy xem thử là nếu như khách hàng chúng ta yêu cầu thì chúng ta cần phải làm nó như thế nào đấy và sau một à, khoảng thời gian ngắn tôi cốt thì à, đã có phần chức năng như thế này để bạn quan sát nhé ở đây à, mặc định thì tôi để là một để mua một sản phẩm đấy còn à, nếu như khách hàng muốn mua hai sản phẩm ấy, thì họ sẽ bấm lên ở đây đấy. và khi bấm vào ấy cứ một lượt nhấp vào thì nó sẽ tăng lên đấy, ví dụ mua 18 sản phẩm thì như thế này rồi à, người chung muốn giảm ấy, thì bấm vào dấu trừ ở đây Để bấm vào dấu trừ ok rồi à, khi chúng ta giảm xuống thì giảm tối đa là nó nằm ở mức 1 Đấy, vì nếu như khách hàng mua ấy, thì số lượng sản phẩm họ mua thì phải lớn hơn hoặc bằng một đúng không rồi đấy thì cái dữ liệu bên trong này chúng ta có thể tăng hoặc giảm thông qua hai cái dấu trừ hoặc cộng đấy ngoài ra chúng ta có thể là điền trực tiếp số lượng vào đây. Ví dụ khách hàng họ muốn đặt 300 sản phẩm hạn như Đấy nhưng mà nếu chúng ta cứ cho khách hàng cứ nhấp 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 như thế này thì chắc là phải mất đến vài phút mới xong đúng không? Rất là mệt. Thay vì như vậy thì khách hàng có thể là điền vào đây là 300 trực tiếp như thế này. Đấy thì chúng ta đã có giá trị là 300 ở bên trong này. Ok. Đấy khách hàng muốn 24. Đấy thì nó như thế này. Đó. Đấy. Nhưng mà trong trường hợp khách hàng họ nhập bị sai hàng ví dụ họ nhập vào một ký tự A. À, khi họ nhập vào a một cái thì chúng ta cần phải làm gì chúng ta cần phải xử lý cái dữ liệu nhập vào và đẩy nó về một đấy khách hàng nhập vào q đấy thì nó vẫn là một cái hàng nhập về không đấy như này cái thằng hàng bố đen nhá để xong nhập về không thì nó vẫn là một thấy chưa đấy thì nếu như trong trường hợp mà dữ liệu nó không ok nó là bé hơn một này nếu integer bé hơn một này hoặc dữ liệu đấy là một cái va chai một cái đoạn tách thì cái dữ liệu được mặc định ở đây chỉ là một Đấy. Còn để như là số thì chúng ta cứ nhập thoải mái thôi. Đấy, chúng ta có thể xóa đi và nhập thoải mái. Ok, Đấy. nhập thoải mái như thế này. Được chưa bạn? Rồi. Đấy. thì đây là cái phần chức năng của cái chức uh, đây là yêu cầu của cái chức năng uh, tăng hoặc là giảm số lượng trong quá trình đặt hàng. Đấy. Và uh, việc của bạn là có thể là tư duy xem tự là bạn là cần phải thực hiện nó như thế nào. Đấy và trong ngày mai thì tôi sẽ làm view để hướng dẫn phần này và cái video được uh, public ở trên kênh youtube của tôi để bà bạn uh, nhớ là đón xem để so sánh nhâm thử là cái bài của mình tự làm với cái bài tôi hướng dẫn ấy, thì nó có tối ưu hay không ok xin chào và hẹn gặp lại